phết luôn. Mấy cái bẫy chim núi này sang phết, khó chịu. Không đùa với bọn chim núi nữa. Con này bản đuôi to hết rồi. Đó là trụ mẹ vừa nãy cái bản đuôi to hết rồi. Nhìn lên sao ghê chưa? Ôi, được sút vào lòng. Hãy nhảy lên. Đang sang quá. Chết nha. Các người đã xem clip của bộ khánh ninh. Sút thế thì không chết thì hơi phí.